Xin chào các bạn, hôm nay AK Shop gửi bạn video review dòng xe SH 2017-2018 với phần dummy trước, giữ lại phần quả tiết đèn của xe, nâng cấp Audi A9, phần tay lái lắp đặt LED gù xây hoạt động hai chức năng dummy xi nhan và phần đèn sau của xe hai bên dummy, xin lỗi bạn, hai bên xi nhan lắp đặt quả tiết LED Audi hoạt động hai chức năng dummy một màu, xi nhan một màu cùng với hiển trại xi nhan, và phần đèn ở giữa lắp thêm logo LED Stop. Trước tiên là phần đèn trước. Đèn trước ở video này, phần dummy mình giữ lại kết cấu của đèn và phần quả tiết đặc trưng của đèn, mình chỉ nâng cấp phần hiệu ứng Audi A9. Đối với những video các bạn đã biết trước đây thì phần dummy mình có nâng cấp phần dummy đổi màu cùng với xi nhan hiệu ứng chạy, hoặc là dummy nâng cấp Audi A8. Đó là những bản cũ trước kia. Đây là bản thời điểm hiện nay, option cao nhất đó là Audi A9 như bạn đã thấy trên video. Và phần Audi A9 này là Audi A9 bản mới nhất, nâng cấp toàn diện những cái code để hoàn thiện phần mạch điện. Những code của phần A9 đời trước kia thì hiệu ứng chưa đẹp mắt được loại bỏ, thay thế vào đó là những hiệu ứng mới để bộ đèn được đẹp mắt hơn. Và một Audi A9 đời mới, điểm nhận dạng sẽ có hai công tắc LED kèm theo. Ở video này, theo cầu giữ xe mình sẽ đặt công tắc LED trong học này. Có một video mình đã làm cho bạn xem thời gian trước đây, mình đặt hai công tắc LED tại vị trí này cho các bạn thuận tiện nhấn. Còn anh em muốn yêu cầu đặt hai công tắc LED vào trong hộp để đồ này, mình sẽ đặt cho bạn xem. Và cái phần công tắc này sẽ có hai chức năng, một công tắc dùng thay đổi tốc độ và một công tắc dùng để thay đổi phần hiệu ứng và phần màu sắc. Bây giờ mình sẽ bạn xem những chức năng trên một bộ Audi A9 hoạt động như thế nào. Trước tiên mình sẽ trả đèn về. Mình trả đèn về ở vị trí dummy bình thường. Để máy này. Để mình khởi động động cơ cái. Bây giờ lúc này mình đang để hiệu ứng cho bạn thấy. Bây giờ mình sẽ trả đèn về bình thường để bạn xem một bộ A9 là như thế nào. Bây giờ mình sẽ tạo công tắc để mình thay đổi cái đã. Ngay vị trí này thì có đúng là công tắc mình sẽ được giấu vào trong, nhưng mà cái phần thao tác nó hơi khó một tí. Còn các bạn đặt bên ngoài như thế này thì các bạn thao tác cũng dễ dàng hơn, nhưng mà đó tùy theo cầu của bạn khi lắp đặt. Bây giờ mình sẽ thí dụ mình để dummy màu xanh dương đi, để mình chỉnh cái đó. Dummy màu xanh dương. Rồi để mình thử xi nhan nữa mọi gì. Rồi mình sẽ chuyển bằng xi nhan cái. Để mình chuyển luôn đổi màu cái phần xi nhan để bạn xem. Nãy là mây xinh dương thì mình cho xi nhan màu tím đi. Rồi. Rồi bây giờ một bộ Audi A9 sẽ có những chức năng như thế nào. Bây giờ mình sẽ tắt chìa khóa xe. Rồi mình mở chìa khóa xe cho bạn xem. Đây khi bạn tắt mở, các bạn mở chìa khóa xe lên thì đèn sẽ quét chạy hướng 3 lần như thế này. Ban ngày khi chưa mở dummy luôn, mình sẽ tắt luôn dummy. Rồi bây giờ mình bật xi nhan cho bạn xem. Các bạn thấy rõ. Đây là ban ngày khi bạn không mở thì mà xi nhan thì bộ đèn sẽ chạy màu tím từ dưới lên trên. Rồi xi nhan phía gần này, cái phần xi nhan bên dưới mình vẫn để lại, các bạn muốn tháo rời luôn hoặc là các bạn thay xem bóng led luôn đó tùy theo cầu của bạn. Và các bạn để ý trên phần tay lái led gù, đó là led gù xây màu đỏ hoạt động hai chức năng dummy xi nhan, dummy sáng xi nhan chớp tắt. Và bây giờ mình sẽ tắt xi nhan. Rồi bây giờ mình mở dummy. Rồi là mới ví dụ đang sáng như này, các bạn bóp thắng. Đây là hiệu ứng bóp thắng như thế này. Rồi phần bóp thắng thì hai bên cùng chạy từ trên xuống như thế này. Và bộ Audi A9 sẽ khác hẳn những bộ Audi A8 trước kia như thế nào, là phần màu sắc các bạn có thể thay đổi và cái tốc độ chạy ở từng hiệu ứng. Ví dụ như ở hiệu ứng stop hoặc là xi nhan, hoặc là ở kiểu hiệu ứng đèn đều được chọn tùy theo ý thích. Bây giờ mình sẽ thao tác cho bạn xem phần đổi màu và phần tốc độ là như thế nào. Mình sử dụng hai công tắc LED, một công tắc LED xanh dương mình dùng để thay đổi tốc độ. Còn công tắc LED màu đỏ mình thay đổi màu sắc và thay đổi kiểu hiệu ứng. Đó là đó phần công tắc LED màu đỏ. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem. Rồi bây giờ mình đang ở chế độ thắng nè, là hai bên cùng chạy màu tím. Bây giờ các bạn không thích màu tím thì các bạn đổi màu khác, các bạn sử dụng công tắc màu đỏ, các bạn nhấn vào một lần. Các bạn thấy rõ. Khi các bạn nhấn vào một lần thì các bạn thay đổi màu sắc trên cái đèn. Và thấy rõ lúc này là xanh ngọc. Bây giờ mình nhấn tiếp. Màu trắng nè. Rồi màu đỏ nè. Màu xanh lá nè. Màu vàng chanh nè.
màu xanh dương nè. Rồi mình chạy vào màu tím, đó là những cái màu có được trên một bộ Audi A9. Rồi bây giờ tới tốc độ, thí dụ tốc độ này các bạn chưa thích, các bạn muốn nhanh hơn hoặc chậm hơn, các bạn sử dụng công tắc LED còn lại để dùng thay đổi tốc độ ở chế độ thắng. Mỗi lần các bạn tác động vào công tắc thì tốc độ chạy khi ở chế độ thắng này sẽ chậm dần, từ nhanh nhất có thể xuống chậm dần. Đây như bạn đang xem trên video, bạn thấy rõ chưa, lúc này tốc độ chạy rất là chậm rồi, rất là rù bò luôn. Rồi sau khi các bạn nhấn liên tục như thế này thì bộ đèn sẽ giảm cái cấp độ chạy từ nhanh nhất xuống chậm dần có thể. Tới màu mức chậm nhất có thể, các bạn tác động một lần nữa thì bộ đèn trả về nhanh nhất như ban đầu. Đây lúc này là chế độ nhanh nhất nè. Rồi mình vừa tác động một lần thì cái tốc độ giảm lại vừa mắc hơn. Thì cái tốc độ này đa số là anh em hay sử dụng. Rồi vừa rồi là mình thao tác cho các bạn xem phần thay đổi màu sắc và thay đổi cái tốc độ chạy ở chế độ stop. Bây giờ mình sẽ bật xi nhan cho các bạn xem. Đó, ví dụ đang mở tờ mi mà các bạn bật xi nhan thì đèn cũng sẽ đổi màu. Và cái màu sắc ở chế độ xi nhan và màu sắc ở cái chế độ stop và màu sắc ở cái chế độ mà khi bạn mở chìa khóa đèn quét chạy 3 lần là giống nhau. Ví dụ các bạn chọn ở chế độ bất thắng màu gì thì khi xi nhan và khi các bạn mở chìa khóa sẽ là màu đó. Riêng phần tốc độ ở từng chế độ các bạn có thể chọn được. Và các bạn thấy lúc này xi nhan là cái phần tay lái mình chụp tắt. Rồi mình sẽ tương tự phần xi nhan bên phía còn lại. Và lúc này các bạn đang xem là phần Audi A9. Bây giờ mình sẽ tắt xi nhan luôn. Rồi vừa rồi đó là phần mở chìa khóa, đèn quét chạy, hiệu ứng hai bên 3 lần, có thể thay đổi màu ở phần hiệu ứng. Rồi phần đờ mi và phần xi nhan. Bây giờ kế tiếp là những cái chức năng đẹp mắt trên một bộ A9. Bây giờ đang mở chế độ đờ mi là hai bên cùng sáng đèn. Các bạn muốn thay đổi màu thì như nãy mình đã nói rồi, mà đờ mi các bạn sử dụng công tắc màu đỏ, nhấn một lần để đổi màu. À, mình nhấn một lần nè, đổi màu tím nè, màu xanh ngọc nè. Rồi bây giờ ví dụ đang đờ mi là hai bên cùng sáng đèn, các bạn không thích như vậy nữa, các bạn muốn bật hiệu ứng trên bộ đèn Audi A9, các bạn sử dụng công tắc màu đỏ luôn. Các bạn nhấn giữ 2 giây. Mình lưu ý là trên bộ Audi A9 hai công tắc, một công tắc là chỉ có nhiệm vụ là thay đổi cái tốc độ chạy trên từng hiệu ứng. Đây cũng là đặc điểm của bộ Audi A9 đời mới và cũng là đặc điểm đặc trưng sản phẩm bên mình, khác hẳn một số sản phẩm khác mình biết được trên thị trường. Thì cái phần A9 này không thể thay đổi được cái tốc độ chạy trên bộ đèn. Người ta chỉ có thể thay đổi màu thì có thể cái mặc định thường thường là luôn luôn có. Còn bộ Audi A9 mình làm cho các bạn mà sử dụng hai công tắc LED, dùng để một bộ thay đổi chức năng màu sắc, một bộ còn lại sẽ là thay đổi cái tốc độ chạy. Đó là điểm gọi là ưu điểm của phần A9 đời mới. Rồi mình xin nói tiếp, bây giờ cách để mở hiệu ứng trên bộ đèn Audi A9. Các bạn sử dụng công tắc màu đỏ, các bạn nhấn giữ 2 giây. Các bạn nhấn giữ 2 giây công tắc màu đỏ. Nhấn giữ 2 giây công tắc màu đỏ thì phần đèn sẽ đổi hiệu ứng như thế này. Rồi. Các bạn thấy rõ thấy chưa? Khi các bạn nhấn giữ 2 giây là mình đã bật bộ đèn sang chế độ hiệu ứng. Và các bạn đang xem lúc này là cái hiệu ứng của bộ Audi A9 đời mới. Những bộ đời Audi A9 đời trước kia không có được những hiệu ứng đẹp mắt như thế này. Rồi bây giờ ví dụ các bạn chán cái hiệu ứng kiểu này, hoặc là các bạn chán cái tốc độ đi, thì các bạn muốn thay đổi tốc độ được hay không? Mình xin nói thêm là thay đổi được tốc độ. Các bạn vẫn sử dụng công tắc thay đổi tốc độ, các bạn nhấn vào. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem tốc độ trên cái hiệu ứng này chậm dần như thế nào nha. Rồi các bạn tác động một lần. Các bạn để ý là cái kiểu hiệu ứng là không đổi, hoàn toàn không thay đổi kiểu hiệu ứng, nhưng mà thay đổi cái tốc độ chạy kiểu hiệu ứng này. Bây giờ mình sẽ làm từ từ cho bạn xem nha. Rồi lúc này mình đang giảm dần dần rồi, mình giảm dần một lần nữa cho bạn xem. Thấy chưa? Các bạn thấy rõ là cái tốc độ chạy được giảm dần dần theo cái thao tác nhấn trên công tắc LED. Rồi cứ nhấn nữa. Thì giống như cái ở chế độ thắng hoặc là chế độ xi nhan hay đó, các bạn nhấn mỗi lần cái tốc độ giảm từ nhanh nhất xuống chậm nhất có thể. Sau đó các bạn nhấn một lần nữa thì đèn sẽ trả về cái tốc độ nhanh nhất của bộ đèn Audi A9. Rồi mình sẽ thao tác nè. Đó, lúc này tốc độ nó chậm lắm rồi. Để thao tác lần nữa. Thấy chưa? Vừa quay về ở tốc độ nhanh nhất có thể của bộ đèn. Rồi. Vừa rồi là các bạn thay đổi tốc độ thôi. Bây giờ các bạn chán cái hiệu ứng này thì các bạn thay đổi hiệu ứng khác như thế nào? Các bạn sẽ sử dụng công tắc nhấn giữ 2 giây tiếp. Rồi. Khi bạn nhấn giữ 2 giây, các bạn buông ra thì đổi kiểu ứng. Cái này nó hơi lẹ, mình sẽ giảm tốc độ tí xíu. Mình giảm tốc độ cho bạn xem. Đó. Cái tốc độ này nó vừa cái con mắt nhìn hơn tốc độ hồi nãy nó hơi nhanh. Rồi bây giờ mình sẽ thao tác tiếp 2 giây nữa, nhấn giữ công tắc 2 giây nha.
Rồi. Rồi các bạn vừa thấy khi nhấn giữ 2 giây các bạn buông tay ra mà bộ đèn của mình nó chớp 3 màu xanh dương, xanh lá và đỏ. Đây là báo hiệu đèn mình đang chạy ở phần hiệu ứng là hiển thị tất cả những hiệu ứng có được trên bộ đèn. Rồi mình xin nói lại, khi các bạn nhấn giữ 2 giây ở trên công tắc LED, các bạn buông tay ra, đèn chớp 3 màu xanh dương, đỏ, xanh lá là cái tín hiệu báo cho các bạn biết lúc này bộ đèn mình đang hoạt động ở hiệu ứng hiển thị tất cả những hiệu ứng có được trên bộ đèn. Bây giờ mình sẽ để cái camera lâu tí xíu cho bạn xem tất cả những hiệu ứng có được trên bộ đèn là như thế nào. Cứ lần lượt từng hiệu ứng một sẽ hiển thị trên bộ đèn Audi A9 này. Các bạn để ý nha, sẽ có lần lượt từng hiệu ứng khác nhau. Rồi trong lúc này mình sẽ nói với trường hợp đối với những anh em ở xa. Các bạn ở xa các bạn chỉ cần tháo rồi đèn gửi lên cho mình, mình làm hoàn thiện phần Audi A9 này, mạch điện và LED và hai công tắc gửi về cho các bạn. Và các bạn chỉ việc lắp đặt lên xe và các bạn hãy sử dụng cái phần Audi A9. Lúc này các bạn đang xem là phần hiệu ứng đèn bullet. Từ những bộ Audi A8 là đã có hiệu ứng bullet rồi, nên sang bộ Audi A9 này mình vẫn giữ lại cái hiệu ứng bullet này. Mình nâng cấp thêm những cái cốp mới để phần hiệu ứng đẹp mắt thêm. Rồi bây giờ mình sẽ nhấn giữ 2 giây tiếp để mình thay đổi cái kiểu hiệu ứng. Đó, nhấn giữ 2 giây. Cứ lần lượt nhấn giữ 2 giây là từng hiệu ứng đời 1 sẽ thay đổi hiển thị trên bộ đèn. Nhấn giữ 2 giây tiếp. Rồi tiếp nữa, 2 giây nữa. Rồi 2 giây tiếp nữa. Đây là hiệu ứng các bạn đang xem là một hiệu ứng mới của bộ Audi A9 đời mới nè. Đời trước kia không có hiệu ứng này. Rồi nhấn giữ 2 giây tiếp nữa. Rồi tiếp 2 giây. Rồi tiếp 2 giây luôn. Đó. Rồi bây giờ thí dụ các bạn đang xài hiệu ứng rồi các bạn không thích cho đèn hiển thị hiệu ứng, các bạn trả về đời mới như thế nào? Và thí dụ một trường hợp nữa, có những anh em thắc mắc đang bật hiệu ứng, nếu các bạn bật xi nhan để di rẽ hướng di chuyển thì bộ đèn mình sẽ hiển thị cái gì? Mình xin nói thêm là sẽ ưu tiên xi nhan luôn. Bao giờ cũng vậy, đang ở chế độ thắng hay là chế độ đờ mi hay là chế độ hiệu ứng, nếu có tín hiệu xi nhan, bây giờ mình sẽ cho mở xi nhan. Thấy chưa? Khi các bạn bật xi nhan thì tự động đèn sẽ trả về phần xi nhan trước, ưu tiên cho tín hiệu xi nhan hoạt động. Rồi xi nhan bên phía bên này. Rồi sau khi các bạn đã di chuyển theo cái hướng rẽ xong, các bạn trả công tắc xi nhan về bình thường. Rồi lúc này bộ đèn của mình sẽ hiển thị tiếp phần hiệu ứng. Nó vẫn lưu lại cái phần hiệu ứng mà trước đó các bạn vừa bật xi nhan. Rồi bây giờ đang hiệu ứng không thích hiệu ứng trả về đờ mi, các bạn sử dụng công tắc nhấn 4 giây. Mình xin nói lại là đang ở hiệu ứng, nếu chán hiệu ứng muốn trả về đờ mi chỉ cần nhấn giữ 4 giây. Rồi mình sẽ nhấn 2 giây, 4 giây buông tay ra. Các bạn thấy rõ, nhấn giữ 4 giây đèn sẽ chớp 2 lần, còn nhấn giữ 2 giây đèn chớp 1 lần. Nhấn giữ 2 giây đèn chớp 1 lần là báo hiệu đổi kiểu hiệu ứng, còn nhấn giữ 4 giây đèn chớp 2 lần là báo hiệu trả về đờ mi. Rồi vừa gọi là đầy đủ trên một bộ A9 luôn. Một bộ A9 mình sẽ tóm tắt sơ lại cái là khi mở chìa khóa đèn quét chạy 3 lần, khi các bạn bóp thắng đèn cũng chạy như thế này. Mở chìa khóa thì nó sẽ là chạy lên, còn bóp thắng thì nó cho mình cho nó chạy xuống như thế này, cho hai cái khác nhau tí. Rồi thì phần thay đổi màu sắc ở chế độ đờ mi, hoặc là màu sắc ở chế độ xi nhan, hoặc là chế độ thắng, hoặc là chế độ hiệu ứng, và kể cả tốc độ chạy ở từng chế độ đều được tùy chọn trong thời gian sử dụng. Và những cái thao tác đó được thay đổi bằng hai công tắc LED. Đó là ưu điểm của bộ A9 đời mới. Và đối với video các bạn đang xem này thì phần đờ mi là được giữ là kết cấu của đèn zin, không phá đèn, mình chỉ nâng cấp cái phần Audi A9 mà thôi. Còn phần tay lái thì vừa rồi các bạn cũng đã xem, mình sử dụng đấy là LED gù xoay. Cái gù bên ngoài xoay tròn được. Đây, và hãy gõ lên kêu LED gù xoay. Hoạt động hai chức năng đờ mi xi nhan, đờ mi sáng, xi nhan chớp tắt. Đó là tín hiệu xi nhan, rồi xi nhan bên kia. Rồi cái đó mình sẽ nói nhanh về phần đèn sau. Đây đèn sau này thì mình đã làm video trước rồi. Phần đèn sau này hai bên sẽ là hai phần quả tiết LED cùng với bốn bóng bồ lốc. Khi bật xi nhan đèn sẽ đổi màu và hiệu ứng chạy như thế này. Phần màu sắc LED ở chế độ đờ mi và xi nhan là các bạn tùy chọn, và hiện có các màu trắng, xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng. Rồi xi nhan bên phía còn lại. Đây. Rồi phần ở giữa sẽ có logo desktop, và cái phần quả tiết trên cái logo này là các bạn tùy chọn.
không bắt buộc các bạn phải làm giống hoàn toàn. Cái ký tự tên gọi hay là cái gì đó, con số các bạn tùy thích. Phần hình ảnh cũng vậy, là tùy thích. Ban ngày khi không mở tờ mi, các bạn bật xi nhan. Đây, nếu ban ngày mình chưa mở tờ mi, các bạn bật xi nhan, đèn vẫn chạy hướng màu vàng. Rồi, và mình xin nói thêm ở video này, xe này là đời 2017-18 thì đã có mắc cây dinh của xe sẵn, nhưng không có chiếc tăng chấm cướp 2m. Mình đã nâng cấp thêm chấm cướp 2m. Và sau khi nâng cấp, các bạn vẫn sử dụng cái remote FOB này của bộ mắc cây, không phải lắp thêm một cái remote nào thêm nữa. Chấm cướp 2m là như thế nào? Khi các bạn đang lưu thông trên đường, đây, mình sẽ lên ga thì các bạn thấy tim đồng hồ lên. Gặp các trường hợp dàn cảnh cướp xe mất an toàn, các bạn cảm thấy không an toàn, các bạn chỉ việc rời xa xe. Thì khi cái remote này rời xa xe từ 2m trở đi, xe không nhận được tín hiệu thì bắt đầu xe sẽ cho nháy đèn xi nhan. Sau đó xe bật cảnh báo kêu kèn rất lớn và sau đó nó tắt động cơ. Bây giờ mình sẽ cho cái remote này rời xa. Đây là chức năng chống cướp 2m được nâng cấp trên bộ mắc cây zin của Honda với dòng xe NAC 2017-2018. Những dòng xe khác khi nâng cấp mắc cây zin Honda, các bạn vẫn có thể chọn nâng cấp thêm. Một bộ mắc cây zin thì hoàn toàn không có chức năng chống cướp 2m này. Rồi bây giờ khi remote nó rời xa thì bắt đầu các bạn thấy rõ tín hiệu xi nhan được mở, là hai bên cùng sáng chạy. Thấy chưa? Sau đó là tiếng kèn xe được mở lên. Sử dụng tiếng kèn xe để cảnh báo cho nó lớn. Và sau đó là động cơ xe đã tắt luôn. Các bạn thấy rõ. Bây giờ mình sẽ cho cái tín hiệu từ cái remote FOV trở về gần. Và thấy rõ, sau khi remote trở về thì tự động hệ thống điện được mở lại. Thì khi hệ thống điện mở lại thì cái phần điện A chính nó cũng làm việc, là nó mở chạy hiệu ứng 3 lần. Đó là tín hiệu nhìn rõ nhất. Bây giờ mình khởi động động cơ như bình thường. Đây, mình sẽ khởi động động cơ. Rồi, đó là chức năng chống cướp 2m. Thì chức năng chống cướp 2m này, đối với anh em ở xa, mình sẽ gửi cái bộ chống cướp về. Các bạn sẽ tháo rời cái giắc nối giữa cái IC mắc cây, cái dây socket, bạn tháo ra, các bạn ghim cái bộ chống cướp 2m vào trung gian ở giữa. Và các bạn chỉ cần đấu thêm một dây tín hiệu của kèn xe, đó là cái bộ chống cướp 2m làm việc. Rồi, vừa rồi là đầy đủ các video, xin lỗi, vừa rồi đầy đủ các tín hiệu trên một đèn nâng cấp trên dòng xe NAC 2017-2018. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video. Video được thực hiện bởi AK Shop.